Trong tay anh tay của em đây, biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ. Trời mưa lạnh tay em đóng cửa, tay phơi mền vá áo cho anh. Tay cắm hoa tay để treo tranh, tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc. Năm tháng đi qua mái đầu cực nhọc, tay em dừng trên vầng trán lo âu. Tặng hai vợ chồng bạn là những cô thơ của Xuân Quỳnh. Vâng, bạn làm tôi nhớ đến điều đó, cùng với lời chúc hai vợ chồng luôn luôn hạnh phúc. Xin cảm ơn ông xã. Cảm ơn. Em cảm ơn anh ạ. Vâng, bây giờ thì chúng tôi muốn xem cảm xúc của những nhà thông thái. Đấy, tôi nói thật là tôi cảm thấy là đúng là bạn phải nên chiến thắng ở trong cái câu này. Tại vì là thuận vợ, thuận chồng mà. Thế còn Việt Hoàng, em nói rằng là loại A, đúng rồi, loại A. Thực ra thì em có tất cả những cái tư vấn của em trong câu vừa rồi thì nó đều mang tính linh cảm rất là nhiều. Và nếu như không nhầm thì ngày 9 tháng 9 nó là một cái ngày khác chứ nó không phải là ngày pháp luật Việt Nam. Vì vậy nên là em chỉ có thể nói là loại A được thôi. Và vâng, đúng như là thầy Nam nói đấy, thuận vợ thuận chồng thì tắt bể đông cũng cạn. Và chúc mừng chị đã vượt qua được câu hỏi. Cảm ơn anh và cảm ơn Hoàng. Trả lời xong câu hỏi số 7, bạn Kim Thị Thu có 6 triệu. Trả lời đúng câu hỏi số 8, bạn sẽ có 10 triệu, còn 2 tuyển trợ giúp nữa. Vậy tin đi, luôn luôn có một cái nắm tay đang chờ đợi bạn. Chúc bạn may mắn. Cảm ơn anh ạ. Xin mời câu hỏi số 8. Tàu vũ trụ được phóng vào ngày 31 tháng 5 năm 2020 giờ Hà Nội có tên là gì? A. Mariner 9. B. Apollo 11. C. Crew Dragon. D. Voyager 1. Ờ, câu này là về kiến thức khoa học. Lúc đầu bạn có nói là bạn có xem những bộ phim về vũ trụ có đúng không? Ờ, thực ra nó là phim thì là phim viễn tưởng ấy ạ. Mà em xem phim Mỹ. Nhưng mà mình không biết chắc thì mình không nên đoán mò. Trong khi mình vẫn còn quyền trợ giúp. Bạn đang nghiêng về C đúng không ạ? Em đang nghiêng về C ạ. Bạn còn 2 quyền trợ giúp nữa. Một là 50-50 và hai là gọi điện thoại. Em xin chọn quyền trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân ạ. Và bạn sẽ gọi cho ai ạ? Em xin gọi cho bạn học cùng cấp 3 của em là bạn Nguyễn Đức Hòa. Nguyễn Đức Hòa? Dạ vâng ạ. Vâng, chúng ta sẽ kết nối điện thoại với bạn Nguyễn Đức Hòa. Alo ạ. Có phải là bạn Đức Hòa không ạ? Vâng, đúng ạ. Vâng, chúng tôi ở chương trình Ngay là Triệu Phú của Đài Truyền hình Việt Nam. Vợ chồng bạn Kim Thị Thu đang ở chương trình Ngay là Triệu Phú, bạn biết chứ? Vâng, em biết. Vâng, hiện nay thì bạn ấy đang ở câu hỏi số 8, trị giá 10 triệu đồng. Sẵn sàng tư vấn chưa ạ? Vâng, em sẵn sàng. Chúng ta sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. Chúc hai bạn may mắn và 30 giây bắt đầu. Vâng, cảm ơn. Hòa ơi, tàu vũ trụ được phóng vào ngày 31 tháng 5 năm 2020. Tàu vũ trụ được phóng vào ngày 31 tháng 5 năm 2020. Ok. Cái đáp án nào? 18 giây. Có tàu Crew Dragon không? Tàu vũ trụ Crew Dragon. Có không? Có Crew Dragon. Ok, 31 tháng 5 2020 đúng không? Ừ, đúng rồi. Ok, cảm ơn nhá. Ừ, không có gì, cố lên. Ừ. Em nghĩ rằng linh cảm của em thế là cũng chắc là cũng đúng. Thì em xin chọn đáp án cuối cùng của mình là đáp án C ạ. Và sau khi nghe tư vấn thì rất là yên tâm. Yên tâm chứ? Có ạ, em tin vào bạn mình. Và đấy là câu trả lời chính xác. Trả lời thành công câu hỏi số 8 thì bạn Kim Thị Thu đã có 10 triệu rồi. Trả lời đúng câu hỏi số 9, bạn sẽ có 14 triệu và còn một quyền trợ giúp duy nhất là 50-50. Chúc bạn may mắn. Em cảm ơn anh. Xin mời câu hỏi trị giá 14 triệu đồng. Trong thuật ngữ múi giờ GMT, chữ G là viết tắt của từ tiếng Anh nào? A. Geometric. B. Greenwich. C. Gold. Và D. Geography. Gold có nghĩa là vàng thì em nghĩ là không phải là đáp án rồi. Geography là địa lý. Geometric là liên quan đến hình học.
Em nghiêng về đáp án B. Em xin sử dụng nốt quyền trợ giúp còn lại 50-50 ạ. Chúng ta hãy chờ xem hai câu trả lời cuối cùng là gì. B. Greenwich. Và D. Geography. Đúng với hai cái đáp án thì em xin chọn đáp án cuối cùng là đáp án B. Vâng, chính xác. Trả lời xong câu hỏi số 9. À, cười. Vâng, đấy. Lúc nào bạn cười như thế là tôi sẽ chuẩn bị trả lời thành công câu hỏi tiếp theo đấy. Tại vì mốc này quan trọng ạ. Trả lời thành công câu hỏi số 9, bạn có 14 triệu. Trả lời thành công câu hỏi tiếp theo số 10, bạn có 22 triệu. Không còn bất cứ một quyền trợ giúp nào nữa, nhưng hãy giữ nguyên nụ cười và nhớ rằng sau lưng bạn có ông xã. Xin mời câu hỏi số 10. Lễ thượng cờ thống nhất non sông được tổ chức trọng thể ở tỉnh nào hàng năm? A. Quảng Trị. B. Quảng Nam. C. Quảng Ngãi. Và D là Quảng Bình. Em có linh cảm là đáp án A, Quảng Trị. Thực ra trước khi đi thi là em đã tự nói với mình là khi nào mà không biết đáp án ấy, không biết chắc mà không còn quyền trợ giúp nào nữa thì em chọn đáp án A. Vì sao? Em từng xem phim Slumdog Millionaire. Câu hỏi cuối cùng khi mà nhân vật chính trả lời và không biết đáp án ạ, và chọn đáp án cuối cùng là đáp án A thì là may thì trúng ạ. Em quyết liều một lần nữa anh ạ. Quyết liều. Quý vị thấy sao? Vậy thì anh nói ngay cho chúng tôi biết câu trả lời cuối cùng của bạn là gì? Câu trả lời cuối cùng của em là A. Lần trước thì linh cảm đã đúng. Tôi không hiểu lần này là trong nụ cười này có một chút gì đấy lo lắng bồn chồn gì không? Bởi vì có một câu là bên ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm. Sao lại ra thế? Anh nói như thế là em lại run. Em đang rất là tự tin mà. Câu trả lời chính xác của chúng ta, bạn Kim Thị Thu ạ. Dạ, em đang nghe anh. Câu trả lời của chúng ta là A. Bây giờ thì người dẫn chương trình rất vui bởi vì được ký xét. Vâng, xin chúc mừng bạn Kim Thị Thu. Em cảm ơn anh. Và bây giờ thì bạn sẽ cầm tấm séc này về đúng không ạ? Mình vẫn còn được chơi tiếp đúng không anh? Em chơi tiếp ạ. Nhất trí. Trả lời xong câu hỏi số 10 thì tấm séc 22 triệu chắc chắn đã thuộc về bạn rồi. Tôi chỉ cầm hộ thôi. Nếu trả lời đúng câu hỏi số 11, bạn sẽ có một tấm séc mới trị giá 30 triệu. Hãy tiếp tục cười như lúc nãy nhé. Và linh cảm thành công như lúc nãy. Xin mời câu hỏi số 11. Tên đầy đủ của Brunei là Negara Brunei Darussalam. Trong đó Darussalam nghĩa là gì? A. Nơi giàu có. B. Chốn hòa bình. C. Thiên nhiên tươi đẹp. Và D. Vùng đất phì nhiêu. Brunei là một quốc gia rất giàu có. Câu này thì là em trả lời câu này thì là vẫn không sao cả, sai vẫn còn xét. Tôi không lấy được. Mà đúng thì có xét mới 30 triệu. Câu này thì nên trả lời này. Nên trả lời ạ. Thực ra cả bốn cái này thì là đất nước nào thì hầu như cũng có. Câu trả lời cuối cùng của bạn là em xin lựa chọn cuối cùng là đáp án C ạ. Phút cuối cùng lại chuyển sang C. Câu trả lời cuối cùng của chương trình sẽ có sau ít phút.